Thưa các bố các mẹ, thưa các cộng đồng mạng, cá ni đang là khi giao mùa, tạo điều kiện cho một số loài bệnh phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là đối với con tét, có hệ miễn dịch yếu, lời bác đơn bệnh truyền nhiễm như cúm A, sốt xuất huyết, đơn bệnh viêm đường hô hấp. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho ổn tét yên tâm, đỉnh lương, đơn lương học lên quân mương thành phố Hòa Bình đã chủ động là đơn biện pháp phòng chống dịch bệnh cho ổn tét. Phản ảnh bớ phòng sự không. Năm học hai nghìn khục làm học bổn hai nghìn khục làm học đầm lớp mầm non Tân Thính A thành phố Hòa Bình tiếp nhận trăm ngõ cũng giáo dục khoảng 23 MD ở chín nhóm lớp. Nhà trường đã chủ động là kế hoạch phòng chống dịch bệnh một cách cụ thể như tổ chức tiệc chiến cho đối ngũ cán bộ giáo viên, nâng lên nhận thức lòng công tác phòng chống dịch, chủ động tiệc chiến cho bộ cái học sinh thông qua tán bán tin, chủ động đoán cho nó quang quê lướng lớp học. Đúng thời trong bao chương trình học kỹ năng mềm, quế phóng chủng dịch bệnh cho đét, chú ý bổ sung dây dương, lòng ăn ỏng cho đét, đưa tán con tăng khức đế kháng, phóng bệnh lòng thời điểm dịch trên biển phức tạp. Nhớ lụa, tỷ lệ học sinh đi học triển cấn lòng thời gian giáp hơ ản bớ chỉnh ba, đỉnh chỉ đạt phật lòng. Mình có hai cháu học ở trường mầm non này, và con nhà mình thì hiện tại là học lớp 3 tuổi. Tôi có hai con học ở lương ní. Tán thôn họ lớp 3 tuổi, tôi thấy là công tác vệ sinh của nhà trường rất là tốt, đặc biệt là lòng thời điểm giao mùa như thế này thì nhà trường lá ý rất đảm bảo. Ngoài tha tôi thấy hoạt động bản chủ, sắp xếp đồ đúng của nhà trường ý rất là khoa học. Ngoài ra thì tôi thấy bán chú, công việc bán chú hoặc là đồ dùng học tập ở trường thì rất là khoa học. Căn ý thấy tán lớp mầm non lòng quần mướng thành phố Hòa Bình đều cho đét ăn bản chủ, cho lùa công tác y tế luôn ản tán lớn quan tâm. Đúng thời thiết lập đường dây nóng với tán cơ sở y tế quân mướng, được kịp thời trao đổi với bộ cái học sinh, được có phương án điều trị kịp thời. Chúng tôi cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tôi cũng như nhát lướng đã tăng cường kể quyết vệ sinh đeo quen nhát lướng như phát quang bụi rẫm, chứ lì rác ríu về liếu, phun thuốc, diệt lúng, lòng khuôn về nhát lướng, chỉ đáo tán nhóm lớp thừa thay diệt khuẩn lớp khi ăn ỏng, khao khi dũng cũng khi đi vệ sinh, theo khảo bước thừa thay đúng quy chính. Bữa tán quyết là thường chuyên cũng liên tục như lùa thì tán năm giáp hơ, cụ thể là lòng thời điểm năm học ní, tán tôi chẳng đỡ cháy thả dịch bệnh lòng thời điểm giao mùa. Căn ní lân quân mướng thành phố có ba hào lớp mầm non đều chủ động phóng bệnh tán lân ho cần thường chuyển cập nhật thông tin về dịch bệnh theo dõi chặt chẽ kể khức khuế cho cán bộ giáo viên cô học sinh đúng thời kịp thời phát hiện xử lý khi có tình huống dịch bệnh cháy tha. Tôi cũng đã tập trung để thực hiện các cái biện pháp phòng chống bệnh. Tán tôi y tập lùng là tán biện pháp phòng chống bệnh cho đét. Thôi nhất, vì rú như tăng cường hoạt động vệ sinh lòng cũng quái lợp học, đặc biệt là tăng cường chỉ đáo giáo viên rén trò đét quế kể khả năng thừa thay, thừa quang mặt hàng ngày. Quái tha đối với nhân viên y tế thường xuyên theo dõi, khám khức khuế cho tán con hàng ngày. Nếu có biểu hiện dịch bệnh ở tán con thì tán tội phải báo cáo luôn với ban giám hiếu, đỡ ban giám hiếu nắm bắt kịp thời. Báo cáo luôn với ban giám hiệu, để ban giám hiệu cũng nắm bắt kịp thời. Đối hiểm lý khức khỏe cho tán ổn đét, lước tác động bất lưỡi của tình hình thời tiết cả ní, quái kể bao cuộc của tán nhát lướng bộ cái học sinh, công học sinh, y phải nâng lên ý thức trách nhiệm, trang bị cho miếng tán kiến thức kỹ năng, chấp hành thối tán biến pháp phóng chủng tán bệnh chiến nhiễm, đặc biệt khi mùa hè định.